toàn ngành sẽ ra sức phấn đấu, lãnh đạo chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt, hoàn thành có chất lượng và đúng tiến độ các dự án, các công trình trọng điểm của quốc gia mà Quốc hội, Chính phủ đã đặt ra, đặc biệt là đường cao tốc Bắc Nam, phía Đông, rồi cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, cũng như là sẽ cùng phối hợp hỗ trợ các địa phương triển khai quyết liệt, thành công các cái dự án, các công trình trọng điểm nằm trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội và Chính phủ đã thông qua. Bên cạnh đó thì ngành giao thông vận tải sẽ tiếp tục tập trung rà soát lại các cái dự án BOT trong thời gian vừa qua, để từ đó một mặt vừa xây dựng các cái giải pháp để tháo gỡ những cái khó khăn, những cái tồn tại của các cái dự án BOT, đưa ra các cái giải pháp để tiếp tục thu hút các cái nguồn vốn xã hội cũng như là các cái nguồn vốn khác, để thông qua đó thúc đẩy cái xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong cái bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước có hạn. Và bên cạnh đó thì Bộ cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương, các địa phương để thúc đẩy cái tiến độ giải ngân các cái dự án đầu tư công, bao gồm cả các dự án của Bộ, cũng như là hỗ trợ cho các địa phương tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc, để các cái dự án trong cái danh mục đầu tư công, nhất là những dự án lớn, dự án có tính chất kết nối liên vùng, để các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế xã hội, làm sao để Bộ Giao thông Vận tải có thể hoàn thành một cách tốt nhất các cái nhiệm vụ trọng trách mà đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao phó trong cái nhiệm kỳ này. Đối với tôi thì tôi đã có cái quá trình công tác ở ngành ngân hàng hơn 22 năm. Thì tôi thấy rằng là hiện nay cái nguồn lực trong xã hội thì còn rất là lớn. Do vậy thì trong cái bối cảnh ngân sách nhà nước hạn chế, thì quan điểm của cá nhân tôi ấy, thì chúng ta cố gắng lấy cái vốn nhà nước là vốn mồi, và cùng với việc đó thì chúng ta nghiên cứu để đưa ra những cái biện pháp, giải pháp làm thế nào thu hút được cái nguồn vốn ngoài xã hội, đặc biệt là từ các cái doanh nghiệp, để đưa vào xây dựng các cái kết cấu hạ tầng. Và đây cũng là cái kế thừa những cái thành quả trước đây. Thực ra các cái dự án đầu tư công trước đây là một chủ trương rất là đúng và rất trúng của Đảng, Nhà nước. Thực tế thì đã có rất nhiều những cái công trình, những cái dự án lớn đầu tư theo hình thức PPP đã phát huy hiệu quả rất là tốt, đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội. Và đây chính là cái kinh nghiệm, là cái cơ sở để Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các giải pháp làm thế nào để mà tập trung thu hút được cái nguồn lực ở ngoài xã hội để đưa vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các cái dự án kết cấu hạ tầng giao thông.